Có những hành trình theo đuổi một giá trị vô hình, nhưng phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi chân thật. Đó là hành trình xây dựng niềm tin. Hành trình của chúng tôi bắt đầu vào năm 2013, khởi đầu chỉ với hơn 10 con người khát khao tạo lập một nhà máy sản xuất nhôm uy tín vững bền. Trải qua nhiều năm, Kim Sen đã nỗ lực để định hình nên hệ giá trị của riêng mình. Với sản phẩm là nhôm định hình, linh kiện và tổ hợp hệ thống, chúng tôi sử dụng nguyên liệu từ các nhà cung cấp nổi tiếng thế giới. Từ ý tưởng trên giấy, kết hợp với những tính toán và kiến thức khoa học, chúng tôi thực hiện từng công đoạn khác nhau với sự chính xác và tận tâm. Vượt qua trở ngại và bước tiếp, chúng tôi không ngại tạo ra những thay đổi, áp dụng những công nghệ mới, từng bước hiện đại hóa, theo đuổi hình mẫu hoàn hảo. Mọi nỗ lực và hy sinh thầm lặng, đạo đức, trách nhiệm với môi trường, tất cả để đổi lấy một sản phẩm xứng đáng với hai chữ chất lượng. Kim Sen phát triển cùng với con đường đi lên của đất nước. Sản phẩm của chúng tôi có mặt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ kiến trúc xây dựng đến công nghiệp vận tải, công nghiệp phụ trợ cho đến những lĩnh vực của tương lai. Hành trình của chúng tôi đã lan tỏa niềm tin trên khắp đất nước Việt Nam. Bạn có cảm nhận được sự chân thành, thấu hiểu khi cầm trên tay mỗi sản phẩm của chúng tôi? Kim Sen mang niềm tin với những giá trị cốt lõi của mình vươn ra ngoài châu lục, chinh phục thị trường Mỹ, không ngừng gặt hái thành quả. Những gì mà chúng tôi nhận được là sự công nhận của các tổ chức kiểm định uy tín. Chúng tôi nhận được là những cái bắt tay trao gửi niềm tin. Nhưng hơn cả, đó là sự trưởng thành của một đội ngũ tâm huyết, là sự sẻ chia, đoàn kết, gắn bó như những cánh hoa không thể tách rời. Trách nhiệm, chính trực, tận tâm, đó là nền tảng xây dựng niềm tin và luôn gắn với cái tên khiến chúng tôi tự hào. Kim Sen, nhà sản xuất nhôm định hình, linh kiện và tổ hợp hệ thống chất lượng cao tại Việt Nam.